Mời thí sinh tiếp theo. Chào anh Thành, chào anh Giang. Thanh xuân như diva, bước ra giọng mẹ, thái độ bình tĩnh, thấy không? Ngon lành, hợp lý, chịu. Ưng nhẹ rồi nghe, giới thiệu đi. Dạ, em tên là Kiều Thơ. Em hiện tại sinh sống ở Sài Gòn, em đang là sinh viên. Trường gì? Dạ, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Học bên khoa nào? Dạ, khoa diễn viên kịch điện ảnh. Học lớp của thầy nào? Dạ, học lớp của thầy Lộc. À, hợp lý ha. Bây Cao giờ là... Tấn Lộc phải không em? Dạ, đúng rồi. Sinh viên của trường sân khấu, bước ra là phải đẹp, đúng không? Dạ đúng. Thần thái đàng hoàng. Mình là nghệ sĩ tương lai mà, mình phải đẹp. Nghệ sĩ bước ra là đầu tiên là phải đẹp cái đã. Rất là hợp lý ha. Anh chịu em ghê rồi đó. Ủa, nghệ sĩ bước ra phải đẹp hả? Đẹp chứ phải. Nói đẹp. Vậy anh Đức nó buồn chết. Anh Đức thì thôi. Phải riêng. Cái trường phái người ta lạ lắm. Em ơi, bây giờ cho anh hỏi là cái động cơ em đến với chương trình là để làm gì? Dạ, động cơ đến với chương trình là do mùa trước có thi nhưng mà kết quả không có được như mong đợi, nên em quay lại để chứng tỏ cho mọi người thấy qua một năm là em có sự thay đổi. Hợp lý. Đúng. Ăn nói rõ ràng rành mạch, đúng là có học có khác. Năm ngoái là có ăn bận đẹp như vậy hay không? Dạ, năm ngoái mặc áo bà ba, nhìn phi bóng. Năm nay mặc áo bà tư hả? Dạ, áo của bà Năm. À, của bà Năm. Trời ơi, coi hai cái lúc làm tiền kìa. Cưng quá, cưng cái bộ đồ gai không? Cái gì tôi thấy gai gai là tôi thích lắm nha. Tại vì gai gốc đó. Chơi. Dạ, em xin được phép bắt đầu tác phẩm của mình. Ok. 60 giây, bắt đầu. Alo, chị Bảy hả? Dạ, em là Lệ Mông Lung nè chị Bảy. Sao chị Bảy? Con bé nó nói em dẻo dữ lắm hả? Đâu có đâu, em làm gì mà dẻo. Em dễ thương. Cô té phô mai muốn hộp gì nè. Em đâu có dẻo hồi nào. Dạ, em không dẻo mà em cũng không điệu luôn chị. Em thách đứa nào lên Google search mà tìm ra được lớp phấn nào trên mặt của em hả? Trời ơi, em cho nó 80 tỷ. Dạ. Sao chị? Cái gì? Ngoài nói tôi dẻo nó còn nói tôi hung dữ nữa hả? Trời ơi, con nó đâu? Tôi tới. Thôi, tới hỏi nó có mua đồ online không bán chứ đâu dám nặng người ta đâu, dễ thương quá mà. Dạ, hình như cái dễ thương của em nó không ăn rơ nhưng mà em cũng cố gắng dễ thương tới phút cuối cùng, dù sao mình cũng tới đây rồi. Chị thấy sao? Dạ, em cực kỳ dễ thương, phô mai quen muốn hộp chết chị ơi, em dẹo hồi còn 8 giây chết em. 6. Chị ơi, em không quan tâm nhưng mà em vẫn rất là dễ thương, cô te dễ thương. Rất tiếc cho bạn. Cái kiểu diễn mà dẹo rồi bên kia nói dẹo rồi mà chửi để tương phản hai cái đó thì nhiều bạn làm và anh Thành cũng đã chỉ nhiều lần rồi. Ha, cái này thì cũng nhiều lần rồi. Em phải hiểu được rằng một mình một ngựa làm được cái chuyện vừa rồi phải là người có kỹ thuật biểu diễn khủng khiếp. Phải là một cái người mà cái mặt người ta có duyên khủng khiếp. Như chị Lê Giang hay chị Việt Hương thì mới làm được cái chuyện mà em làm vừa rồi. Chứ không phải ai mà đơn giản mà làm được cái vừa rồi mà một mình đứng nói rồi tự dẹo mà người ta tự cười. Khó lắm em. Cái người đó là cái kỹ thuật biểu diễn người ta là khủng khiếp. Với lại em chỉ có bên ngoài thôi, em không có bên trong. Ừ. Ví dụ một người anh này, ví dụ đó anh đóng một cái thằng mà bị tật về cái giò đúng không? Anh đi thì em chỉ thấy bên ngoài đúng không? Nếu như một người làm bên ngoài cứ quẹo quẹo thì người ta thấy bên ngoài thôi. Nhưng mà bên trong của mình là cái đó là một cái gọi là cái đau đớn mà mình phải gánh chịu. Trong khi đó những người khác đi đứng bình thường là phải diễn cái bên trong thì người ta mới tin là ông này bị cái đó. Em cũng vậy, em chỉ diễn bên ngoài là dẹo dẹo chứ bên trong em không phải là một con người dẹo. Rồi, đi về học lại. Dạ. Năm sau thi tiếp. Cảm ơn cưng. Bye bye.